đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào cô Dự Thảo. Chào Thanh Phương thân mến. Cô thấy Thanh Phương cầm trên tay một lá thư, cô biết là hôm nay có thư của khán giả phải không? Cô Thảo thật là tinh ý đó nha. Thanh Phương nhận được một lá thư của vị khán giả tên là Loan, công nhân may ở khu công nghiệp Củ Chi. Thanh Phương xin được trích đọc một đoạn cho cô Thảo cùng nghe nha. Vợ chồng em là công nhân của một công ty ngành may, chúng em có hai cháu nhỏ. Dạo này vợ chồng thường xuyên tăng ca nên em muốn nấu những món ăn đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các chất cho các cháu đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn. Em nghe nói là cá đối rất là ngon và giàu chất dinh dưỡng. Em định sẽ mua cá đối về kho ăn trong nhiều ngày nhưng không biết sẽ kho như thế nào cho ngon, đơn giản mà lại không bị ngán. Nhờ chương trình hướng dẫn giúp em làm một món cá đối kho nhé. Khi mà chúng ta dùng cá đối á, thì chúng ta có thể làm những món kho hoặc là những món canh rất là phù hợp, và những mùa hè nóng nực thì người ta thường nấu canh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta kho chung với lại cải chua thì cũng sẽ rất là phù hợp và rất là ngon. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, Thanh Phương xin mời quý vị khán giả cùng với Thanh Phương và cô Dự Thảo cùng vào bếp nhé. Và món ăn ngày hôm nay của chúng ta có tên là món cá đối kho cải chua. Nguyên liệu cho món ăn này thì cũng không phức tạp gì lắm. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 2 con cá đối có trọng lượng khoảng 400g, 300g cải chua, hành lá, ớt sừng, ớt hiểm, một trái cà chua và hành tím chúng ta băm nhỏ. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái phần cải chua này ra. Chúng ta sẽ cắt khúc khoảng chừng 5cm. Kế đó là chúng ta sẽ cắt cà chua ra nè. Cà chua chúng ta cắt muối ra làm 6 hoặc là làm 8 phần. Kế đó chúng ta sẽ cắt tiếp cái phần hành lá này. Phần ớt sừng này á, quý vị khán giả sẽ đập dập đi. Và bây giờ thì cô sẽ cắt đến cái phần cá đối. Đây là nguyên liệu chính của món ăn. Muốn lựa cái con mà còn tươi thì chúng ta phải chú ý vào cái phần vảy. Vảy cá phải bám chắc vào cái mình con cá. Còn ống ánh bạc thì như vậy là cá rất là tươi. Quý vị khán giả thân mến, món cá kho này có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có lựa cá đối có tươi hay không nữa. Và quý vị nhớ lưu ý nhé, như những gì mà cô Dự Thảo đã chia sẻ, chúng ta nên chọn những cá đối có vảy chắc và ống ánh bạc, như vậy cá sẽ rất tươi và rất ngon. Sau đó mình sẽ cắt đôi cái con cá ra. Và bây giờ thì cô sẽ cho hết cái phần cá đối này vào trong một cái tô và chúng ta sẽ chuẩn bị ướp cá. Chúng ta sẽ ướp vào củ hành tím băm nè, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, kế đó là một muỗng canh đường, khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình đặt một cái chảo lên bếp, chúng ta cho vào khoảng chừng một muỗng canh dầu, phi cái phần củ hành tím này cho vàng thơm. Và thế này rồi thì chúng ta sẽ cho cải chua vào. Sau đó chúng ta sẽ nêm vào đây khoảng chừng một muỗng canh đường, tiếp tục cho hết cái phần cà chua vào, chúng ta đảo đều. Quý vị khán giả cho cà chua vào trong cái món cá đối kho cải chua này đó thì vừa giúp cho món ăn của chúng ta có màu đẹp, đồng thời cái vị chua của cà chua rất là hòa hợp với lại vị chua của cải chua. Tiếp tục cho cái phần ớt sừng đập dập này vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là đối với cái phần cải chua này đó thì nếu mà chúng ta kho với cá thì cũng rất là nhiều cái cách kho khác nhau. Nhưng mà đối với cách kho này á, thì chúng ta sẽ xào riêng cái phần cải chua với cà chua với lại gia vị, giúp cho cái gia vị nó thật là thấm vào trong cải chua. Khi chúng ta kho xong á, cải chua nó sẽ có cái vị hơi mặn mặn một chút, hơi ngọt ngọt một chút và hơi vị chua nhẹ sẽ rất là hòa hợp. Và bây giờ thì cái phần xào đã hoàn tất, cô sẽ tắt bếp và chúng ta chuẩn bị một cái nồi để chúng ta kho cá. Cho một ít cải chua ở phía bên dưới nè, chúng ta cho dưới đáy nồi như thế này. Chúng ta sẽ xếp cá vào, chúng ta cho hết cái phần nước ướp này vào. Kế đó thì chúng ta mới tiếp tục trút hết phần cải chua, cà chua mà chúng ta đã xào riêng này vào. Khi mà nước vừa mới cạn xuống hết cái phần này và thật là thấm vào cá rồi thì chúng ta sẽ thêm vào một chén nước sôi nữa và tiếp tục kho để cho cá thật là thấm. Bây giờ cô có một cái chén nước sôi đây, chúng ta sẽ đổ phần nước sôi này vào. Khi nước sôi trở lại rồi thì quý vị khán giả lại tiếp tục để lửa nhỏ và chúng ta lại tiếp tục kho cho đến khi nước cạn còn xăm sắp nước và cái màu của cá đó, cũng như là màu của cải chua bắt đầu chuyển sang cái màu nâu vàng là được. Thơm quá cô ơi, chắc là chín rồi đó cô. Để cô coi coi, chín thì chắc chắn là chín rồi đó. Khi mà chúng ta kho thì quý vị khán giả nhìn thấy là nước nó xăm sắp là như thế này nè. Và màu nước của cá kho nó cũng đổi qua cái màu vàng nâu như thế này. Tức là cá kho đã gần được rồi. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ cho thêm khoảng một muỗng canh nước mắm nữa.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho phần ớt hiểm và cái phần hành lá này chúng ta cho vào trộn đều để cho cái phần hành lá này chín. Vậy là chúng ta có thể tắt bếp là món ăn của chúng ta hoàn tất rồi. Cô sẽ bày ra dĩa một con cá với lại ít cải chua và ớt. Rưới thêm một ít cái phần nước kho lên trên. Cho cái cọng ngò này vô. Dạ. Bây giờ cô sẽ gỡ một miếng nạc cá cho Thanh Phương nha. Dạ. Và một miếng cải chua nữa chứ. Ừ. Còn cái này nữa, ăn cá kho thì phải ăn với cơm. Cá thịt thật là chắc, có vị ngọt và hương vị thì thơm ngon đậm đà. Còn cải chua thì có vị giòn và chua chua nhẹ nhẹ. Món này mà có thêm nước cá như thế này nè Trang với lại cô sẽ ăn rất là bắt cơm và ngon vô cùng. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng hết rồi. Thanh Phương và cô Dị Thảo rất là tiếc khi phải nói lời chia tay cùng với quý vị. Nhưng không sao, nếu như quý vị có những khó khăn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề bếp núc, quý vị có thể gửi thư về cho chương trình chúng tôi thông qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến cho trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto qua số điện thoại 0838237557, hoặc quý vị có thể xem lại chương trình qua website mongonmoinghay.com. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.